đau lưng tân gì vậy? Tôi mượn cái chai của anh bác sĩ à. Trời, xài chén không hết rồi, không xài không muốn hết rồi. Chai nước rửa chén hả? Đúng rồi. Ừ. Xin lai chanh 100%. Chắc gì là được chanh bao 100%. Để biết ta để trong cái này nè. Để trong này thì chanh thì dĩ nhiên nó mới 100% rồi đó nè, trái chanh nè. Mà thật sự sản xuất làm được đủ 100% không? Ai làm gì được. Ây, bây giờ hết phải không? Hết rồi, xài. Còn nửa chai hả? Thầy ông ống hết rồi. Nè, cái chai này nè, thường thường á, một chai này nè. Anh sẽ biến cho thành 3 chai. Phải không? Thấy, không tin phải không? Dài rồi kinh vô, kinh là lấy cái dao với mà một cái thố đi, ra lên anh chỉ cho. Đây cô chú anh chị, hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái cách mà để một chai nước rửa chén mình làm ra thành 3 chai nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình muốn cho ra nó ra 3 chai cũng được mà 4 chai cũng được. Thì Cảnh chỉ cho một cái cách thôi, còn cô chú anh chị mình á làm như thế nào bao nhiêu chai á thì tự mình làm nha. Một chai này có thể mình làm được 3 chai đến 4 chai luôn. Thường nước cái chén này thì nó làm bằng sinh lai chanh đúng không? Thật sự chanh này chắc cũng không đợi chưa chắc gì được chanh 100% đâu. Rồi. Muốn làm cho thành 3 chai đây. Giờ cứ chắc hết 3 cái chanh ra đi. Nè, cắt hết 3 chanh nặng vô đi. Giờ hết 3 cái này ra đi, giờ chỉ cho cái làm. Thường cô chú anh chị mình làm ra một chai này nè, mình ra 3 chai mình xài rất là lâu nha, và mình tiết kiệm được rất là nhiều chi tiêu nha cô chú anh chị. Một chai này thì cô chú anh chị mình có thể làm được 3 chai hoặc 4 chai, mình chia ra như đây một khúc, dưới đây một khúc, đây một khúc, thì cô chú anh chị mình chia ra. Tại vì cô chú anh chị mình dùng chanh tươi coi nè, chất tẩy nó gấp mấy lần của cái chai nước rửa chén luôn cô chú anh chị. Tại nước rửa chén mình nó không có đủ che cái vị chanh của nó đâu, 100% đâu. Còn mình làm cái này á, Cảnh sử dụng bằng chanh trái mình nè, có vị tẩy rất là nhiều, 100% đó là chanh tươi của mình luôn. Cô chú anh chị mình á mua về, cô chú anh chị mình thường thường á rửa chén á thì cô chú anh chị mình á đổ vào cái chén một ít, rồi cô chú anh chị mình pha thêm một tí nước đúng không, rồi mình cô chú anh chị mình mới rửa. Rồi hôm nay Cảnh sẽ làm bằng cái chanh này nè, Cảnh cho vô trong đây tiếp luôn, là cô chú anh chị mình không cần phải sử dụng bằng nước mà mình lấy chanh á mình rửa chén rất là sạch luôn, chất tẩy rất là nhiều. Rồi bây giờ nhận xong rồi, bây giờ dắt ra hết đi đó. Rồi được rồi, hồi bé học đi dục vô cái bụi nào đi để cho nó lên họ cây nữa, mình lấy cái lá đó mình làm gà ăn cũng ngon vậy. Rồi bây giờ cưng mở nắp chai ra, mở vô cái gì? Ừ, mở nắp chai bảy thằng này nè, đổ vô này đổ đây. Ừ, thằng này đổ vô này chứ không phải thằng kia đổ vô này, đổ vô đầy chai lại chưa đó. Đó, thấy có khác biệt gì không? Rồi đậy nắp lại, sốc đừng có sốc, dỡ lên dỡ xuống cho nó hòa tan với nhau, nó không có bị lẫn cận. Đừng có sốc, đúng rồi đó, vậy đó, từ từ nhẹ nhẹ cho nó hòa tan đều với nhau. Ừ, ông kệ ông làm tôi nghe thiệt. Thì nè, đưa lên gì nè, nó rồi đưa xuống gì nè, tự động nó hòa tan thôi nè, nó à, hai cái nó hòa tan không hợp nhau nè, nó không còn lẫn cận nè đó. Đưa dựng đứng đây, cầm đứng lên đây,
quay mặt từ kia lại, quay cái bề kia lại, bề không có giấy á, thì coi nó có lần cận không nè, thấy không, nó quà ta chanh đồ, nó quà tan nhau giống y như, như cái mà bà chắc ra lên này. Chắc ra lên nè mọi người, quá tuyệt không à. Nó cũng vẫn còn kẹo kéo luôn chứ không có bị lỏng ra nhiều, nó vẫn lỏng mà lỏng số lượng ít thôi, chanh nó hòa tan với nhau giống hệt như ban đầu, không không khác gì hết nè. Thấy được nửa chai đó, làm cái thành được một chai chưa? Này cô chú anh chị mình á, muốn làm bao nhiêu thì tùy số lượng của mình nha, chanh của mình nha, thì cô chú anh chị mình muốn làm hai chai, ba chai, bốn chai gì đó thì cô chú anh chị mình sử dụng chanh cho nhiều vô, tại vì nhà cô chú anh chị mình có trồng chanh á, thì mấy trái chanh mà nó rụng dưới đất á, mình đừng có vứt đi, vứt nó phí, cô chú anh chị mình lấy lại và làm cái của anh á, được tiết kiệm rất là nhiều. Điều này điều rồi, nó hết không có lần cận luôn. Vì là màu nó rất là đẹp luôn, cô chú anh chị thấy không, đây vàng nó đẹp. Không có bị lần cận, nhưng mà mình chế nước vô, nếu mình chế nước vô là nó sẽ bị lần cận. Còn chanh này nè, nó để vô đây nó hòa tan hỗn hợp với nhau, tại vì á ba cái nước rửa chén này cũng làm từ chanh, mà chanh không phải là chanh nguyên chất 100% đâu của chú anh chị, tại vì người ta làm mà cái nguyên chất thì bán làm sao mà còn có lời đó. Bây giờ cô chú anh chị mình muốn làm bao nhiêu chai ra, một chai này ra bao nhiêu chai kia, cô chú anh chị mình cứ làm. Thường thường cô chú anh chị mình á, nếu rửa chén á, thì cô chú anh chị mình phải đổ ra trong cái chén một số lượng ít nào đó, rồi cô chú anh chị mình pha nước vô, đúng không, thì và số lượng nước ra cô chú anh chị mới rửa. Còn như cô chú anh chị mình làm theo cách của anh á, không cần phải chế nước vô, chỉ mình cho chanh vô mà nó cái chất chanh này nè nó tẩy rất là mà hiệu quả luôn cô chú anh chị, tại vì cũng ra nước rửa chén này làm tưởng từ chanh này, cô chú anh chị thấy không, đây đó, chanh 100% thì đây để vậy thôi, chứ thực tế trong đây á chanh là không có đỡ đủ mà 100% đâu của chú anh chị. Còn mình làm theo như cách của cảnh á, chế chanh như đây nè, chanh của mình là đó là gọi là thực tế 100% luôn, nên mình rửa chén tẩy rất là hiệu quả luôn của chú anh chị. Cứ làm theo cái cách cảnh mà một chai này làm được ba chai kia, phân ra được ba chai, hoặc mình muốn ba chai bốn chai gì đó thì cô chú anh chị mình làm nha. Thôi Cảnh kết thúc video đây nha. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có mến kênh Cảnh á, thì cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem, và ra nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.